Hello, xin chào quý vị. Hiện tại bây giờ thì Lý Hương đang có mặt tại quán chè bưởi Vĩnh Long. Nó nằm ở số 414 Trường Sa, phường 2, Phú Nhuận. Ở đây thì có một cái món rất là nổi tiếng, đó là món chè bưởi. Hôm nay thì Lý Hương sẽ thử chè bưởi. Còn hôm nay thì đi với lại chị Hiền luôn. Thì chị Hiền thử món gì? Chị Hiền đang định thử món gì? Ở đây thì có rất là nhiều món ha. Mình đang thấy một cái món gọi là chè bắp nữa thì cũng rất là ngon. Hai món đó mình thấy là thích nhất trong loạt danh sách này. Chị Hiền dễ quá ha. Rồi bây giờ sẽ mời cả nhà vô ăn chè bưởi với lại chè bắp nha. Xin mời. Ở trong đây thì có rất là nhiều loại chè. Đây là trôi nước, bên đây là chè bắp, bên đây là chè khoai môn, bên đây có trùng ruột không sao, bên đây là chuối. Đây còn vàng phía trên nữa đây. Xương sáo, lọc, thật. Đầu đen, đầu đỏ, đầu vàng, xanh. Và ở dưới bên đây có một loại đậu phộng, nước dừa. Ok, bây giờ thì cô chủ đang chuẩn bị. Đây là bà chủ đây. Ở quán được 5 năm rồi nha nhà. Ta xin phép của chủ để quay. Rồi bây giờ quay cho cả nhà xem nè, rất là đông. Tầm bây giờ là khoảng 8 giờ tối ha. Đây là bàn của Lý Hương, đây là bàn số 8. Đây, nhìn ra ngoài nè. Khu vực này thì khá là mát nha. Vô nè, ở đây có một cái trái cây sạch, mít dường, sầu riêng dường, đặc sản. Và đặc biệt ở đây thì có giao chè tận nơi nha. Có chứng chỉ của Phúc đi, với lại cái gọi là đặt món trực tuyến delivery. Ở đây có bưởi, bưởi da xanh 1 kg 60. Ăn xong được tính tiền. Đây là chị thân thương của mình đây, cười tươi thế. Hồi nãy nói không lên hình mà khi mà lên hình cười tươi thấy ghê. Ăn thì còn đấy, ăn thì còn tươi. Bây giờ thì ngồi và chờ chè thôi. Đông ghê nhà ơi, biết chừng nào tới mình uống trà. Chè bưởi với lại chè bắp. Chính tay cô chủ ra múc chè cho Lý Hương cả nhà, đã không? Một chè bưởi và một chè bắp. Giờ đợi thôi. Đợi cho là hạnh phúc mà. Và đây ly chè bưởi và chè bắp đã ra rồi cả nhà ơi. Đây là của Lý Hương nè, đây của chị Hiền nè. Giờ hai chị em ăn chè ha. Chè bắp có vẻ ngon nha. Chè bưởi cũng ngon nha. Bưởi không nè. Ồ. Ơi ăn thử thôi. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ dầm ra để coi. Chè bưởi thì có hộp đậu phộng ở đây với lại đá ở phía trên mặt ha. ở dưới thì có cái đậu gọi là đậu xanh á, là bỏ vỏ, còn cái này là có khoai môn, rồi ở phía dưới là bưởi. Có vẻ là rất là ngon đấy. Nghe mùi nước dừa. Rồi. Bưởi nè. Ủa, chè bưởi, bưởi là cái vỏ bưởi hả? Vỏ bưởi mà cái phần mà mình ăn vỏ bưởi mình bỏ mà ngon vậy á. Nó giống như là bột năng chai dai, bột năng. Ngon ghê. Một cái nước dừa rất là đặc sắc. Một đống luôn. Bưởi quá trời là bưởi luôn. Để thử miếng nước coi. Môn thì mềm, bưởi thì giòn, nước dừa khá là béo. Ôi, cắn thêm bột đậu phộng nữa. Ly trà bưởi này có giá bao nhiêu ta? Hình như 20k hả? 20k. Ở đây là đặc biệt là có món trà bưởi nè. Nó còn được mệnh danh là trà bưởi 414. Hay gì là tên quán là trà bưởi Vĩnh Long. Ngon quá người ơi. Cái độ ngọt của nó đó, thì nó ngọt giống như ngọt của đường thốt nốt vậy. Cái giòn của nó thì nó có một chút xíu giòn, giống như là mứt dừa quyện với lại giống như là bột năng. Mình cũng không diễn tả được. Cái bưởi này làm rất là ngon ha. Từ cái vỏ bưởi, cái phần mà mình coi như là cái phần trắng á, mình bỏ đi để mình làm nên món chè bưởi rất là ngon. Chè này cũng ngon. Nhưng mà cái này của chị Hiền, nên để chị Hiền ăn review cho cả nhà cái tô chè bắp này ha. Lương thấy là chè bưởi làm rất là ngon đấy. Sau khi Lý Hương review chè bưởi thì bây giờ đến lượt chè bắp. Chè bắp này nhìn hấp dẫn không? Có bắp ha, với bột năng, nước dừa. Để mình để Lý Hiền đảo lên cũng ngon ghê, màu bắp vàng ghê. Rồi cái bắp thơm quá. Thôi với mùi bắp. Ôi à. Thơm với mùi bắp. Rồi thơm quá ngọt. Mùi bắp thơm này, ngọt này, bắp rất là ngọt. Cộng thêm với cái mùi nước dừa nữa. Rồi rồi, nói chung là chè rất là ok. Rồi. cái thì chè bắp, tớ thì chè bưởi. Ngon quá trời. Slow motion. Ăn kiểu slow motion. Nói chung là rất là ngon. Hôm bữa là có một cái khán giả giới thiệu cho Lý Hương quán này, thì hôm nay nhân tiện có đi qua để ăn hết cái để mốt khán giả chửi tiếp, tiết kiệm thời gian cho mọi người. Nói chuyện lúc nhai không bị chửi nữa. Chửi nói đề nghị Lý Hương TV nên ngay trong mới nói. Lý Hương chống chế lại rằng tiết kiệm thời gian cho mọi người, nên nếu như mà cả nhà có cảm thấy khó chịu thì xí xóa qua ha. Rồi ok, hôm nay thì giới thiệu cho mọi nhà một cái địa chỉ quán chè bưởi nằm trên đường Trường Sa. Đối diện là một cái bờ kè mà ngày xưa là một cái kênh du lọc Thị Nghè, một cái kênh mà được mệnh danh là rất là kênh khủng khiếp khi mà chúng ta đi qua. Hôm nay thì sạch đẹp và có những cái quán chè ha. Thì cái quán chè bưởi này được 5 năm rồi. Nói chung thì giới trẻ thì lại đây thì rất là thích. Xung quanh thì Lý Hương quan sát thì rất là nhiều những cái bạn trẻ. Nói chung là mình ăn thì mình thấy ngon đấy. Còn không biết là mọi người như thế nào thì có thể là ghé qua quán để thử xem như thế nào nhé. Ok, mấy bà cả nhà ha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích video nhé. Bye bye.